Em chào các bác, nay được cặp Buxell rất là chất giới thiệu cho các bác cặp Selection 3 Buxell các bác nhé. Cặp này thì nó là dòng bát gân béo, nên là những cái dòng gân béo này thì anh em thợ rất là thích. Bọn gân béo này cái giải bát nó rất là tốt mà nó mềm. Selection 3 Buxell, cặp này về kích thước thì nó xem như cặp Onkyo D200. Đương nhiên chất âm thì nó sẽ khác và nó sẽ hay hơn. Kích thước của nó khoảng độ chắc cao khoảng 30. Đây, em đo găng tay này, một găng tay này. Với cả khoảng dàn nửa găng nữa. Khoảng tầm trên dưới 30 tí ti. Bề ngang thì khoảng một găng tay. Đây em biết kích thước nhé, Buxell mà. Dòng này các bác có thể để trên giá, trên kệ rồi trên nóc tủ hay tóm lại trên rất nhiều thứ. Vỏ màu đen, thông số kỹ thuật đây các bác nhé, made in Anh lần này. Đấy. Đây độ nhạy 86, công suất max 60, trở kháng 8 ohm. Cặp này được cái là cái tiếng nó rất là bay tiếng. Giờ em sẽ test bản nhạc ở Việt Nam cho các bác nghe nhé, âm ly Nhật này, ghép với cả loa Anh này, test nhạc Việt cho nó máu. Samsung 507. Vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm, nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quên một người mà yêu thương, chót trao nhau trọn lời. Rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh qua trung âm nó cực kỳ ấn tượng, chạy tép nó cũng hay. Các bác nhìn tép này, gân cao su, con này như là con này gân zin luôn các bác nhá, gân zin đấy các bác, em quay cận cảnh các bác xem, gân zin, gân cao su zin. Đây là em về led cho các bác nhá. SR128 này. Đây đây này. Đây lại đây này. SR128. Ngân zin. Nó là gân béo đây các bác này. Bình thường ấy cái gân nó gầy thì nó hẹp hơn và nó không nhô ra nhiều đâu, nó vòng ít thôi. Còn này gân béo. Gân béo thì biên độ dao động của cái loa màng loa bát nó sẽ rộng hơn. Dòng này nó sẽ thích hợp cho anh em nào nghe những cái dòng nhạc mà đòi hỏi trung và cao, trung âm và cái giải tép nó tốt. Cặp loa Buxell. Thank you.
đời mà đi. Về phối ghép thì những cái dòng này anh em lưu ý là những cái dòng này nó rất là hợp với những cái dòng âm ly chạy IC. Những cái dòng âm ly chạy IC thường là những dòng âm ly chạy tiền. Đấy, ví dụ như hoặc là những cái con âm ly dàn một thớt một cục ấy, mà nó chạy IC các bạn đánh vào những cái dòng này rất là hay. Cái tiếng nó rất là phù hợp với bọn này đấy. Hoặc là các bạn có thể chơi những cái âm ly ô tô, những cái âm ly mà kiểu đài CD tiếng của ô tô các bạn tách ra thì các bạn có thể kết hợp cái này để chơi được. Nó không kém âm ly đâu. Rồi, thank you các bác nhé. Giá sẽ để tiêu để tin cho các bác.